Rồi, chào mọi người nha. Chào mọi người đến video hôm nay của em. Nói chung là chắc là video mọc cuối năm luôn nha mọi người. Cái này video mọc cuối cùng luôn. Có thể em có thể lên một hai video nữa là bán các mấy cái đồ linh tinh đó mọi người. Còn mọc thì chỉ video rồi đó nha. Lại đồ này nó cũng hơi là khan hiếm. Mọi người thấy phù hợp mua nha, giá cũng rất cao nha. Mấy bộ hôm nay giá cũng cao hơn mấy bữa trước rất là nhiều. Người cân nhắc trước khi mua và xem kỹ với em nha. Kênh em bán thì mặc định là không bao phí vận chuyển nha mọi người. Hai số điện thoại em đỡ gấp bên này. Buổi tối mọi người lưu ý giúp em là chị nhắn tin nha, em không nhận cuộc gọi nha. Rồi, ban ngày thì người ta gọi cho em, lại cái số phụ á, em ít khi bọc người mọi người gọi cái số phụ nhiều thì không có liên lạc được á, mong mọi người thông cảm nha. Là tin nhắn nhắn tới mà em nhắn trễ mọi người cũng thông cảm với em nha. Đó, nay là lên chữ là đồ mộc nha mọi người. Đó, bào gỗ các loại. Bào ha. Có mấy cặp cạo, được có mấy cái rìu cỏ nè mọi người. Mấy cái quỷ này, này đâu bại nó bán cũng đắt lắm. À, kiểu như hàng hot hay gì ấy. Mực khoan này cũng hiếm mọi người, chỉ có nhiêu đây thôi, không có nhiều, đục thì rất là ít. Bữa em lên một cái video đục mà khá là dài á, là chủ yếu xả hàng thanh lý cho mọi người đó, chứ còn giờ giá mấy bộ này nó đắt lắm. Người cân nhắc nha, cân nhắc nha. Lại cụ thể chút nữa như vô video như thế nào thì em sẽ nói cụ thể cho mọi người nha. Rồi, em bắt đầu video luôn. Rồi, bắt đầu video với bộ đục bộ bào cong cho mọi người. À, mọi người thấy cái độ cong đó. Đó. Làm sạch sẽ rồi. Người lưu ý nha, cái bộ riêng bộ này, cái lưỡi cong này thì em thấy nó không có bị mẻ, em đỡ im luôn. Nguyên bản em không có dọn lại nha, em chỉ dọn lại cái vỏ bao cho nó sạch sẽ thôi. À, thế này thì bộ này 4 cây mà khác xa nhau dùng này. Đo kích thước này. À, 5/7 là bán rộng đó nha mọi người. Chiều đây của nó là nếu mà tính luôn cái dòng mo dưới là khoảng 4 3/5 nha mọi người. Cái khắp trên là 2/5 thôi. Đó. Lưỡi nó khoảng 4 phân mọi người nha, lưỡi khoảng 4 phân. Đó. Đây cái lưỡi nó nha mọi người. Nhiều người sử dụng người mài kỹ giúp em nha. Chiều dài ha, quên đo chiều dài nha. Chiều dài là 23 nha mọi người. Xem 23. Tiếp theo cái này thì em đo bằng lưỡi trước nha. Lưỡi nó khoảng 2/4 nha mọi người. 3/2. Dài là 22 năm. Đó, độ dày nó khoảng 3/5 luôn mọi người. Dày bằng nhau nha. À, không có nứt mọi người coi kỹ với em nha. À, nó bít lẹm nha mọi người. Rạn thôi chứ không có nứt nha mọi người. Nó còn ok lắm. Rạn ở đây nữa. À. Còn cái này thì không có rạn nha. Cái này rất là ok luôn. Sạch đẹp nha. Đây, còn cái này chắc khoảng lưỡi này 2 phân thôi, 1/8 nha mọi người, 1/8. Bản đây là 3. Chiều dài là 22 năm nha mọi người. Chiều dài 3 cái cây này bằng nhau. À, gỗ văn cũng rất là đẹp nha. Cái lưỡi này mọi người nếu sử dụng mài bén này em nha. Nhưng bản đó em không sửa chữa. 18 mm nó có đỡ ở đây nè mọi người. Quên có. Rồi cái đây nó không có đóng. Ừ, đây cũng có đóng ha. Đó, 3 cây. Nhưng cây này nhỏ xíu dễ thương lắm mọi người. Đó, có mọc hết nha. Đó, cái này có mọc bài bản hết. Nhỏ xíu dễ thương lắm mà dài. 27 cm mọi người. Đó, nó nhỏ xíu nhỏ xíu rồi, có 2 phân. 1/5. Cái lưỡi này chắc 9 ly nha mọi người, 9 ly. Rồi. Con số 1 là 4/8 nha mọi người. Đó, 2 3 4 nha. 4 cái bào. 4 cái bào 4/8 nha mọi người. Số 1. Tiếp theo số 2 là bộ đây. Bộ đây 2/8 nha mọi người. 2 cây. Cái này một cái bào cong bào lộp nha, mọi người thấy cái rảnh này. Này chắc bào cây tròn kiểu là lưỡi cái zin ra đây. Em không mài nha. Nhưng bạn lấy gì là thép hai lớp hết, mọc đầy đủ nha mọi người. Bạn này nó là 5/2. Dày 3/5. Dài 23 cm nha mọi người. Chiều dài lưỡi nó làm việc 3 phân nha, 3 phân. Đó, bèo mấy cái trụ tròn các kiểu luôn. Mấy loại này hiếm gặp cây nào mà ngon lành ngoài bãi còn ngon lắm. Còn cái này là lưỡi nó đây. Hơi cong, đáng lẽ này vô bộ 1 thì hợp lý hơn đúng không mọi người?
tại một cái nhiều quá đẩy giá lên nó cao người khó mua. Nay 3/2 21 nó ốp lên 2 miếng gỗ. Hôm nay thì làm cái gì cụ thể, chắc là bắt cạnh bắt đôi đó mọi người ha, rảnh cạnh ha. Đó, mọc đầy đủ nha, này lưỡi dính nhân bản đó, em không mài dũa lại nha người, về nếu mà chưa phù hợp với sử dụng người mài phù hợp hơn, sử dụng nó ok hơn nha. Số 2 này em bán 280 mọi người, vừa xanh sạch sẽ nha, không có nứt, không nứt không vỡ, có một hai vết sẹo cắn không đáng kể nha mọi người. Rồi tiếp theo số 3 190 này, con bào nhìn nó xéo xéo mình, nó có cái cự chỉnh ra đây, chỉnh ra vô này. Cái lưỡi đấy em chưa chỉnh xét này, tại vì nếu mà đợi xét đây mình để lên để xuống nó dở bị mẻ cái lưỡi, hết là nó đứt tay mà. Em mới đứt một lần thành ra rút kinh nghiệm nha, không có để cái tình trạng như thế. Cái này chỉnh xéo và xúc lại được, bào xéo vuông thẳng vuông người đấy mùi từ chỉnh nha. Đó. Lưỡi này thì cái này lưỡi này thì đã mài lại rồi, bén nha. Mình lưu ý là cái lưỡi này mình lấy cái nếp cong ở dưới, nó không có để cái, nói chung là em đã xử lý mặt bằng tương đối cho mọi người nha, mọi người về chỉ cần này cũng khá bén, mọi người về muốn mà xài bén nữa thì mài bén nha, nó có cái mọc ở đây mà mọc nó mờ quá em vệ sinh thì đánh bay luôn rồi. Đó. Những trên đó rất là hay, đây là tại a mọc ở đây, mọc ở đây nha mọi người, u mọc này sần đây mọi người, này giống kiểu của tan sai, tan sai tan sai rất là giá trị. Đo qua mọi người cho quên, chiều dài 23 bán rộng 5/2 mọi người, độ dày nó khoảng 3/2 tính luôn cả miếng miếng cự chỉnh đó nha. Đó, sạch đẹp nha mọi người, mã số 3 trong chính. Tiếp theo số 4 190 luôn nha mọi người, một mọi người thấy cái bầu cong, mấy cái bầu cong này ở bãi mà còn lành lặn á cũng rất là hiếm nha. Cái gỗ này này hơi khác cái gỗ kia xíu, hoa văn đẹp quá này, cái đỡ dành mà lấy gỗ đây làm cán dao cũng đẹp, nó bán cái gỗ không có tiền mọi người, nó thiệt luôn á. Bầu cong thực tắc để cái lưỡi bằng mình cũng làm bầu cong được người ta, nên đang vệ sinh lấy nét, lấy nét chuẩn nha, không lấy nét tào lao nha mọi người ha. Đó đó ha, kỹ nha, sạch đẹp trong veo, đây nó chữ nghĩa vậy đây người. Đó, cái này giống chữ xanh trong thép giấy xanh ha, nhưng mà hình như là không phải, còn người thấy nó xanh theo thì tùy ý mọi người nha. Cái này không có chêm nha người, zin nó không chêm nha, nói gì vậy thôi, đưa vô cái khớp gỗ người ta đục này là khớp luôn. Bản lưỡi nó là 4 phân, bản bào của nó là 5/2, chiều dài bào là 15 cm, độ dày sâu nhất của nó là 3/2 nha mọi người. Đó, rất chi là ok. Còn tem mạc mà trên tem mạc ha, trên mạc kiểu như nhà phân phối cái gì đó. Số 4 190 nha mọi người. Tiếp theo số 5 là cái gì đó nhỉ, à số 5 là một sót một cây rồi ta, số 5 là cái đây 190 nha mọi người. Đó, cái bào xéo này, cái lưỡi này thì nhân bản thấy nó còn khá ok, thì ra em không có vệ sinh mài lại nha. Đó, người nguyên bản nha mọi người, đó có thể nó có dâm nhẹ lưỡi mọi người về xử lý nha, nó làm ba cái rãnh như vậy em chưa hiểu nó làm cái gì lắm ha, chung chuyên môn non lắm mà mình không có hiểu, biết nói không biết thôi ha. Chém gió này mua rìu sợ người chữ chết, đục rãnh luôn, nó rất là chuẩn nha, con này khá ngộ khá đẹp luôn này. Này ba này chỗ đó, gạch nó xuống là 3/2 này, chiều dài lưỡi bao là 25/2 nha mọi người. Cái bạn lưỡi của nó ở trên đây á, bờ ngang thì nó chỉ có 1/8 thôi, mà khi mà xuống dưới đây nó hơi xéo ra thì nó có thể xử lý làm việc được khoảng 2/2, người đo thì chỉ xíu là khoảng 3 phân nha mọi người. Đó. Đó. Phù hợp công việc của người tự thẩm nha, em không có rành lắm đâu. Số 5 190 rồi, tiếp theo số 6 190 luôn. Đó, má cái này mà lấy cái này gì làm cán dao không, sẽ ra làm đôi ha, được 2 cán dao bán à, có tiền mọi người, tại vì
Phong đẹp quá mọi người ơi. Thôi không ai mua thì em đỡ lại cái này sẽ ra lấy cán nha. Dục cái này luôn. Thật. Nhưng mà nguyên bản nó đục cái lỗ này cũng rất là kỳ công. Cái xế trong của một con gỗ này mọi người. Cái chỗ này tự nhiên thấy đẹp quá ta. Kiểu như chung của chung Việt Nam. Hai cái lưỡi này nguyên bản nó có mẻ nhẹ góc đây mọi người giờ tự xử lý nha. Em không xử lý nhiều cái phần lưỡi nhiều lắm. Tại vì cái công mình bỏ ra nó khá là nhiều, là em chỉ xử lý sạch sẽ cái bề ngoài của nó thôi. Bản này 3 phân này. Chiều dài là 27 nha mọi người. Độ rộng nó là 7 phân rưỡi nha. Chiều trên xuống chứ. Còn cái bản lưỡi của nó là 3 phân. Cái lưỡi phụ đó ha. Lưỡi phụ nó cũng hai lớp thép nha mọi người. Lưỡi chính cũng hai lớp mà lưỡi phụ cũng hai lớp. Đó. Gỗ quá đẹp mọi người. Này chân chắc chúng khung nu gì mà đẹp quá. Số 6 109. Tiếp theo số 7. Ủa, cái này gì bán tới 100k vậy ta. Rồi sale mọi người luôn. Số 7 này 80 thôi nha mọi người. 80 thôi. Đó, bán mọi người có thể mua kèm, có mua không cũng được. Tại vì nó còn khá mới người ta, cái tem của nó này. Kakuri nha, Kakuri. Đó, cái này nó hướng dẫn sử dụng để gạch lấy dấu các kiểu trong thợ mộc mọi người. Thì mọi người đẩy cái này vô nha. Đẩy cái này vô, đó, chỉnh 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 chỉnh. Nó còn cái lằn số mili cm ở đây, mình thực chất em nghĩ chắc khó thấy lắm. Nhiều người vẫn thấy đó mọi người. Vẫn sử dụng ok, tại vì nó còn khá mới nè ha. Đây, cái lưỡi rạch của nó đây. Lấy dấu nha mọi người. Số 7. Giảm giá người 80 thôi nha. Này, lên người mấy cái siêu phẩm bao siêu khủng. Ba bộ bao nha. Mấy quỷ này gỗ này nặng lắm mọi người ơi. Đó, đây cái lưỡi lưỡi sơ cua của nó đây, người thấy văng nha. Nó đã thêm luôn á. Nhìn chảy nước luôn. Đây là lưỡi sơ cua nha. Đây, chữ đồ quăng qua các kiểu ở đây. Ô da qua các kiểu đây em thua. Để em đo bằng lưỡi cho mọi người nha. Cái văn nó chạy lên tới cái cạnh luôn mọi người, rất là đẹp nha. Kiểu cách rèn của nó ra như vậy đó. Bạn lưỡi tới 7 phân mọi người. Mấy cái này bạn lưỡi 7 phân mà giá này là hơi bị hớ rồi, lỡ là thôi ha. Chiều dài 9 ly. Ủa là 9 phân, em nhầm, xin lỗi mọi người. Nên nguyên bản nó cũng không có dài lắm đâu mọi người, không phải là nó mài tới mức đây đâu ha. Đây cái độ võng của nó cũng còn giữ được nha. Đó. Phần lõm này. Lên nét tương đối đâu mọi người, gì mài chuẩn là giúp em nha. Cạnh này mài vô xíu nữa ha, nó mới chuẩn. Đây, đây cái lưỡi zin của nó. Oh, không phải. Này nó hơi bóp này, khi mùi đóng cái này đóng mạnh lên nha, nó mới ra được đầu này. Ôi mùi cắn quá. Yamaguchi đầu trâu này, cái này cũng văng vần vại người ta. Bạn lưỡi thì hai cái này nó bằng nhau. Chiều dài cái này dài hơn, còn đây là cái xác cái lưỡi bào này. Ngoại hình cho mọi người. Bán rộng bao nó khoảng 8 phân 7 nha mọi người. Chiều dài là 27 sang 3. Độ dày là 3 phân rưỡi nha. Bằng lưỡi nó là 7 phân. Này, đúc cái này vô. Đúc cái này vô cái dừa mới để nó. Ừ đúng rồi, của nó. Phải thằng sọc cứng dữ ta. Chết ba rồi. Nhưng không phải là người bạn xíu nha. Đây mới là lưỡi zin của nó nha mọi người. Cục lộ từ con má lưỡi zin đẹp. Má ơi luôn. Vân mình ngoại đẹp quá mọi người. Người nó còn rất nguyên bản rất là dày nha. Đây. Người này là trong người sợ mài em mài là hư độ chuẩn thì mọi người kiểm tra nhìn kỹ nha. Nhìn kỹ nha. Đó. Cái mặt phần bằng này nè, đó ha. Phần mo này ha. Nó lệch bên rồi bên dày bên mỏng các kiểu đó. Đã đúc này vô thử đi. Má cái lỗ này nó không có co giãn mọi người. Má đúc nó bóp quá. Miếng chặn nha. Ok ha. Má cái văn trời trên lưng nó cũng đẹp nè. Cái này tôi bán hơi hơi rẻ đó mọi người. Nhanh tay mọi người ơi. Số 8 356 ha.
Rồi, số 9 300k. Mấy thằng thiệt đẹp. 329 mà thằng này 300k thôi. Rồi, em bán giảm người 20 ngàn luôn. 280 cho người 258. 258 mọi người nhé. Nó to đừng người không nghe. Rồi, con này bạn nhỏ hơn. Cứng bóp. Hỏi lưỡi đang dính đây này. Đã vệ sinh sạch sẽ, lưỡi này mài rồi nha mọi người. Đó, cũng quăng ven ngoài cái kiểu đó mọi người. Hai lớp thép. Tương đối ok. Nó mẻ nhẹ các anh em người về xử lý cho em nha. Đây nhìn kỹ nha, chút xíu xíu thôi. Không có đáng kể đâu. 7 phân. Dài 26. À, dày là 3 phân rưỡi. Bạn lưỡi là bạn lưỡi 5 phân rưỡi nha. Nhìn nhỏ mà sao nó có 5 phân rưỡi dưới là 5 phân rưỡi nha. Chỉ là chuyện làm việc lùi cái nông rất là đẹp. À, lùi đẹp quá không. Lớp thép hai lớp thép của Nhật nha. Miếng chim nhồng số 9 28 một lưỡi này gắn vào đây được nha mọi người. À, theo số 10 220k. Mấy cái loại bao này biết khi về lắm, mọi người thấy phù hợp đó thì nên dứt con cái gì xài nha. À, cứng dữ ta. Đấy, má cái lưỡi trời. Đó. Người yên tâm nha, cái phần võng này nó có vượt quá cái mức phần bằng người đỡ mà có cái mặt bằng cho mọi bao rồi nha. Thử sạch đẹp nha. Lưỡi này nó đúng đúng nó nổ đúng đúng đớp này giống kiểu như bức tranh đó mọi người, má đẹp. Má phần xét thì rất là ok rồi, nhìn khá là 3 phần cỡ 3 phần 3 phần 4 gì đó. Chiều dài là 24. Bạn này là 6 phân rưỡi nha mọi người. Này nó không có lưỡi rất cua. Có lưỡi nó vừa với cái bao mà hết nó hơi nhỏ so với kích thước mà. 240 nha. Bạn bạn bao nó là 5 phân mọi người nha. Bạn bao 5 phân số 10 24. Ô lộn 252, làm lại xin lỗi mọi người. 252. Rồi. Cuối cùng là hai cái búa gỗ Nhật nha, số 11 190k. Vệ sinh sạch sẽ. Má lâu dầu thơm luôn mọi người. À, xin lỗi mọi người nha. Hồi lúc hơi lỡ miệng nói hơi hơi nói. Hả? Em sử dụng cái này đâu mọi người. Mấy cái gỗ em hay lau những cái này lên ha. Nó bảo vệ gỗ và lại cái mùi nó thơm mọi người. Ngồi lau gỗ đi, về nhà em đem về nhà ôm ngủ luôn. Thơm quá. Chiều dài của cái búa bự là 12 phân rưỡi nha mọi người. Đường kính nó khoảng 4 phân rưỡi. Chiều dài tổng thể của cái búa là 33. Chiều dài đầu búa là 9 phân 2. Đường kính khoảng 3 phân rưỡi. Chiều dài tổng thể là 27 nha mọi người. Đôi lúc em nói hơi nhanh mọi người thông cảm nha. Cố gắng nghe giúp em. Đó, cây to cây nhỏ ha. 11 19. Rồi, sẽ là một người mấy bộ của con gỗ ha. Đầu tiên bộ số 12 354 nha mọi người. Đó, mấy con này nó mũi rất là bự luôn. 2 4 6 7 mũi nha. Vị trí 7 7 5 35 mà ta gần 50 ngàn mũi á. Con bự. Vừa lùng vừa bự này 36 cm phi 36 à. À, kích thước của bộ này là khoảng 14 cm chiều dài đó. Đó, đầu tiên là mũi 36 mà bộ mũi này thì khoan ok rồi nhé 36 à. Chui này gắn với khoan không gắn với vít nha 36 30 nha mọi người phải 30 cũng phải. 32 mọi người 32 cũng nói luôn mọi người là size 32 mà mũi khoan nhập rất là hiếm nha. Rất là hiếm. Ngày 30 nè mọi người, 30 ha. 27 nha mọi người.
Dạ có anh. Dạ. Bán mà có tí công việc. Em đang tới mũi này, 27 ha, 24. Cái mũi này thì em mài, có mũi mài rồi em test qua là thấy còn vết gỗ quá, gỗ cẩm này này. Con gỗ cẩm rất là ok nha. 21 và 20. Bộ này chủ yếu size lớn nha mọi người. Rồi có mấy cái mũi rất là hiếm có này, ví dụ như mũi 21 cũng hơi khó, ít khi gặp lắm. 20 cũng rất ít khi gặp nha. Rồi bộ này 7 cái mũi, 354 nha mọi người, mã số 12. Con lùng này giờ cũng có nhiều size khó kiếm mọi người. Phù hợp anh mua nha. Tiếp theo, bộ số 13, 359 nha. Đó, bộ này nó size vừa thôi mà số lượng nhiều. Vậy thứ hai là nhìn thấy không? Cái chuôi này thì gắn được mấy bánh vít nha. Đây, mấy bánh vít ha. Rất là tiện luôn. Đó. Gài mấy vít nhanh này, lại nó không có bị tuột nữa mọi người. Nhưng khi mình sử dụng nó không có bị tuột á. Bộ này gồm 2, 4, 6, 8, 10, 11 mũi. Cái mũi là khác sai nhưng mà mũi này em chưa có sửa nha. Đây, em có quấn keo rồi mọi người. Người mài sử dụng nha. Mũi này chưa có sửa. Sai nhiêu chút em đo lại. Là tổng 12 mũi, mũi này không tính nha. Còn mấy mũi đây thì đa số em test hết rồi, rất là ok nha mọi người. Có thể nó có một hai vài vết dâm ở trên đầu với lưỡi cắt này, nó không mà sử dụng thì ok nha, là test qua rồi. Mũi này mũi 30 rồi nha. 30. Đó. Mũi này mũi 27. Như cái bộ này á, size hiếm nó rất là nhiều nè. 25 mọi người nha, 25. Mũi 25 biết khi gặp lắm. 24. 25 2 24, 21, mũi này 20, một xem nha, chữ sai là lạ quá, 15, 16, 18 mọi người, 18, 16, 15 nha mọi người, 21, 18, 16, 15. Còn cái mũi này nó mọi người về sửa lại cái cạnh đó, là mũi đây là mũi 19 nha. Hình như là vậy. Đó, còn đây là mũi lẻ quá ta. À mũi này mũi 12. Mũi này mũi 11. Mũi này mũi 9 và mũi cuối cùng là mũi 6, mũi 6 hơi dài hơn xí nha mọi người. Tất cả đều là chui lục giác nha. Đó. Bộ này 309. Số 13 người chưa lục giác nha, người lưới đây. Để đa số mũi con này thì em đã test hết rồi. Sử dụng tương đối ok nha. Tiếp theo, bộ số 14 208 nha. Mình cái đầu con tăng này, không có thấy thương hiệu nha. À, còn sử dụng được. Mũi này máy này. 21 27 nha mọi người. 27 16 15 Ủa? À 17 16 15 nha mọi người. Cái bộ cái mũi 17 này rất là hiếm nha. 17 hiếm lắm. 15 12 cái này chắc là 11 hay là 10 11 nha mọi người, 11 cũng rất là hiếm nha. Đây 19. 19 thì em mài lại đầu nó hơi ngắn như này nhưng mà sử dụng ok nha. 16, đây là một cái mũi này lấy gỗ lấy chốt rồi đây. Mũi này mũi 10 nha. Vẫn sử dụng được, vẫn khoan ok. Bộ này lấy người 208 nha, mã số 14. Cả cái đầu luôn nha mọi người. Và bộ cuối cùng 180 người nha. Một cái mũi cánh én 16 nha. Mũi đó là mấy mũi định tâm. Chỉ thấy là thép gió thôi mọi người ha. Một mũi. Này là 19 nè. 8 nè. Phải không ta? Mũi 8 gì đó đây là mấy? 7 không?
cung 8 luôn mọi người. Đó, nói chung là tùm lum sai lắm. 1 2 3. Cái đầu đó nha mọi người, cái này em mấy bữa nay em chưa test qua nha. Cái đầu mọi người cho kỹ bên. 1 2 3 4 5 6 7. Dạ, bốn cái mũi nhỏ nhỏ cũng có định tâm nha. 8 9 10 11 12 mũi 108 mã số 15. Thêm 16 là hai cái mũi khoét gỗ à. Hai cái mũi này chỉnh được. Mũi này thì em đã mài lại rồi nha mọi người. Mài lại rồi. Mũi này thì đem đỡ nguyên bản. Người muốn bén hơn người gì dụ thêm. Nhưng còn khoét được, người chỉnh có ốc ở đây nha. Người nên dùng cái khó đầu khó cho đừng có dùng con cái vết dẹt nha. Nhiều khi cái này nó cứng á, dặn nó bị tê. Cái ngắn cái dài, cái này của canh sao qua ha. Này em style canh qua, nói chung là của Nhật, nói chung còn xài rất là ok nha mọi người. À, cạnh đã test rồi nha. Cái ngắn cái dài hay hai cây tâm chính mà số 16 nha. Tiêu đóng mình khoét. Một cái là 256. 1 2 3. Còn cái gỗ này luôn. Đầu tương đối ok nha mọi người. Này size 50. Cái này là ở dưới ta 35 nha mọi người. 35. Ba mươi tư ha. SK29 là loại thép hay sao, không phải là thanh hãng nha mọi người. Bữa em nhầm chỗ đó. Cái này là 35 luôn này mà nó ngắn, nó con khúc mà lưỡi còn rất là đẹp nha. 35mm. Cái này 30. Đó, cái ra băng cái này của House. Hãng thấy quen quen cái kiểu nó dàn cái kiểu này, đầu lục giác nha. Mũi này còn chân lục giác nè. Rồi cái nhỏ nhất của nó là 29 nha mọi người. Mà cái mũi không tâm mà như không phải của nó, rất là dài. Đó, bộ này 24 nha mọi người, 24. 24, mã số 17 mọi người. Rồi, đây mọi người mấy bộ cạo nhỏ nhỏ này rất là dễ thương thôi. Và xanh rồi em, và xanh tương đối với nha mọi người. 50mm, em thấy chữ giá băng nào mà không có anh nát gì đây. Của giá băng nha. Đó, nó cũng lắm chỉ bị chắp sơn chứ còn răng riết nó còn ok nha mọi người. Đây giá băng kiểu này. Cái này nó hơi nhỏ, người lưu ý nha, kích thước của em nha. 50mm. Đó, thì khoảng cách trên này nó chỉ kẹp được tối đa 50mm nha. Ở trong này ra khoảng 3,5 phân. Tại loại này em bán khá là nhiều. 2,5 phân chứ. Rồi, 2,5 phân sorry mọi người. 4 cây như này ha. Một kích thước nha mọi người, một kích thước này em chỉ đo một cây thôi. 165.000 nha. Mã số 18 giúp em. 18 nha. Người nên xem kỹ kích thước với em nha, vì người mua rồi về chơi nhỏ cái trả lại em là khóc luôn á. 19 195.000 ha. Thấy giống nhau mà tại sao đắt hơn thì mọi người xem kỹ nha. Đây của Somax. Xe băng ba tịch này. Somax nha. No 350 là mã của nó à, 50mm. Trong ra 2,5 phân nha. Cùng lắm bị chắp sơn thôi, còn răng nó còn rất ok nha mọi người. Đó, 2 cây. 3 cây. 4 cây. Rất ít khi này có đồng bộ. Sơn này người về lấy cái tẩy sơn á. Tẩy sạch rồi, thích thì sơn lại, có đỡ nguyên bản nó màu trắng này, cũng khá đẹp. 195k, 4 cái cạo nha. 19 195k. Lưu ý có thước 50mm nha mọi người. 5 xăng á, nó chỉ kẹp tối đa là 5 xăng trong ra 2,5. Bộ 20 165k ha. Con cây cạo nhôm này 75mm 3 in này. Dưới đây là đúng 75 nha mọi người. Còn cách ở trong ra của nó là 5,5. Đó. Này của SK11 nha, phải hàng tào lao nha. Cái này thì cái họng nó rất là sâu luôn. Họng sâu nó thì làm được việc lắm mọi người. Không phải mình nó họng nó cạn mà mình chỉ kẹp được cái mét vàng hay là kẹp những miếng lại với nhau thôi. Con này kẹp được phôi ở trong hơi bị sâu ha. 9,5 khoảng cách nó. Còn kẹp tối đa thì chắc còn cỡ 2,5 nha mọi người. Nó có đỡ trên đây cụ thể luôn này, hãng của nó đây, HN gì đây chả biết nữa. Mờ quá, màu vàng. Con cạo cái này thì Somax mà rất là tiếc là nó bị rụng đầu rồi ha.
kiểu đầu tù của mình về chế cái đầu nha. Này SK11 25mm kẹp được tối đa rất là mỏng nha, người phôi mỏng mọi người thì mới sử dụng được cái này. Trong đây ra chắc khoảng 3 phân, 3 phân nha mọi người, 20 165k. Mốt mọi người. Rồi, cặp cạo đây bữa mới ngủ muốn lấy này chứ không biết cái em lấy mấy cái loại lắm mọi người. À, không có tới tên tuổi hoặc là có cái chữ Nhật này mà nó có ăn khúc này, không phải bị gãy nha, nhưng nó chỉ có ăn khúc vậy thôi mọi người, kiểu như vậy. Đây cái kẹp tối đa khoảng 16 phân, 6 phân. Cái bản má nó khoảng 2,5 phân ha. Hai cây này giống nhau mà hai cái quay của nó nè. Tay là trâu bò và dựng nó cong tới cỡ đây luôn. Răng thì còn ok, răng của mấy cái này còn ok nha. Chỉ có cái là màn hình nó không có được bắt mắt cho lắm mọi người. À, nhưng mà sử dụng vẫn ok nha. Để em coi thì nó có giữ được mà nó tuột răng đây. À, cứng nha, cứng cứng. Lực này cứng ok. Ủa, sao hai cái này nó không có bằng nhau ta? Micro này chấm cần bà kia hay không? Bán đại 201 nha mọi người. Theo bộ thước này 201, một cây thước này nấm này bằng đồng này, mọi người. Em nhớ nó có tên hãng đâu đây nhưng mà em tìm không có ra hay là em đánh nó bay mất rồi. Đây. Này chấp gấp chấp đồ cái kiểu ha. Đó. Chấp bà điện thoại nó ra. À, cái này dài 30 phân nha mọi người. Đó, cái cây ngắn của nó là khoảng 20 phân. Đó. Nấm dạng đồng chốt còn rất là ok nha. Một cây thước cái cán bằng đồng. Rồi, hiệu của nó đây, Endokei EK nha. Còn rất là đẹp, 15 xăng nha mọi người. Này. Cái phần cùi là bằng đồng nha. Còn với một cái thước lá. Thước lá này còn tương đối stainless steel nè ha. Tương đối thôi. 30 xăng Niigata hãng của nó ha. Một mặt thôi mọi người. Đấy, cái cạnh nó góc này cũng còn tương đối ok mọi người. Ba cái thước này lấy một người 201 nha, mà số 22 201. Rồi lên mọi người hai cái thước cuối nè. Mấy thước nhôm này vận chuyển cực lắm mọi người, đây em gom lại một bộ luôn ha, không có tách lẻ ra. Cái này thì rất là đẹp nè, của Tajima nha. Nhá nhôm nó nhìn ngon mọi người, có hít 500 thôi nè. Để em bỏ miếng miếng nhựa thì nó hết rồi, không quên. Đó. Hết gờ lắm á. 120 bên nha mọi người. Đây, thủy nó còn đầy đủ nha. Đó, dâm rất là dày nè. Đây nè, bên đây có miếng dây chai nè, ta miếng cao su em nhầm. Điện thoại đấy nét chán như ta. Make in Japan ha. Thiếu miếng cao su bên đây. Thức, à, thức quá đẹp luôn. Tiêu chuẩn của Nhật. Đây tiêu chuẩn chất lượng cao của Nhật này. Zit nha. Của hãng KDS. Của hình cái tem nó dơ mọi người, chứ cái này em vừa xanh sạch lắm luôn á, xịt dầu thơm các kiểu rồi mà tại tem nó dơ. KDS Max Ingrid Money nha mọi người. Stabilize này đó, mã vạch cái này Ingrid Money xuất nhập, nó có tróc sơn nhẹ xíu đây, cao su thì hai bên đầy đủ ha, chiều dài nó nhiêu đây trời. Ủa cái này chắc mấy anh thợ xây hay gì mọi người, thủy cũng rất là đẹp trong veo và veo mọi người. Nước thủy này lấy ở suối Cô Tiên Minh Đức nha mọi người. 50 phân. 24 206 mọi người. Đó, ngoại hình có thể không có ngoại hình có thể không đẹp lắm nha. Nhưng mà nước trong này là tinh khiết luôn. 24 206. Rồi lên người live show cưa đi. 25 180 nha mọi người. Đó, cái cưa này hai cái lưỡi này bảo đảm mọi người là chưa xài luôn. Nó chỉ bỏ trong bọc mà nó dơ mọi người. Dầu thơm mọi người, dầu thơm chứ không phải dơ đâu. Lưỡi rất là đẹp, lưỡi nó còn cái dấu mà mài xuất xưởng mọi người. Này nhưng mà hàng này không phải hàng thủ công nha. Cán là mọi người về nghiên cứu gắn nha, em gắn cho nó. Test này mất công đó. Topman Okada Headwear Pro LTE gì đây đó, 240 mm Made in Japan. Mà cửa đã là mọi người, em test rồi nha, nhức và nách luôn. Túi nó đúng ra đút ở trên đút xuống này mọi người, em gặp bên này đút cho nhanh, em thích đút từng tắc lắm.
Đây, bây giờ cái lú túi này chưa đặt này, vẫn đúc chân đúc xuống nha. Đây, cái cách gài của nó đây, người gì tự nghiên cứu gài nha. Cái lưỡi chưa xài, nó đỡ rồi mưa gió nó có reset nha, nhưng mà lưỡi còn chưa xài. Ủa, đầu phòng nó. Cái này có ba cái răng này nó hơi cùng, còn lại vàng này còn ngon này. Vàng con này cũng còn ngon này, ha. Chấm chấm lướt một cái này coi như đi tây luôn, tối về vợ không cà rờ luôn. Hình như là hai cái này, cái lưỡi này khác hẳn nha mọi người. Em gắn được thì em gắn vô á. Đây, hãng khác đây. À. 25 1 quên 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 quên. Cái này 23 nha mọi người, 23. Ủa. 23 24 nha mọi người. Hai cái lưỡi. Lưỡi này nhìn trên cán rất là đẹp nè. 23 24. 25 đây, 25 đây, 25 108, hai cái cưa đây. Hai lưỡi còn rất là đẹp, lưỡi nhuyễn nha. Lưỡi trên là răng nhuyễn. Hai cái dấu mài xuất xưởng nó còn nguyên nè. À. Trên này răng răng thô phá. Có dây móc luôn. À, cái dây này xuất Made in Japan nha người, bên Nhật là gì luôn. Lưỡi thì ngon lành trừ một hai chỗ không ngon thôi. À, răng rụng nè. Chỗ đây răng hơi vẫn người gọi, còn khúc đây bén. À, kiểu như là đắp qua bù lại, còn cán rất là đẹp mọi người. Ha. À. Rê cho sao ha, lắp lắp là khó, dặn lên đây là khó, dặn lên là mở nha. Rồi. Chiều dài thì nó sàng sàng cỡ 40 50 á, em không có đo kỹ nha. Lướt nhanh rồi mất thời gian mọi người, 25 18. Hai sáu, hai bảy, 28 26 109 nha. Đó. Bọc Squilly Master 30. Đó, Made in Japan. Là cái lưỡi thôi nha mọi người, cái cán rau này cắm cắm vào kia. Cái lưỡi còn mới mọi người, bán vết vết mài xuất xuống nó còn nguyên nè, cháy cháy trên. Cưa đã lắm mọi người. Ha. À, cưa gỗ như cưa tây luôn. Made in Japan, cái lưỡi nó là không vết sao nha, nhưng mà nó đút vô đây được. Cái lưỡi nó đút vô đây được, nên em đút vô luôn. Cái loại này nó không có cái rảnh, cái vỏ như cũng không phải của nó mọi người ha. Cái nó không có rảnh nên thành ra nó không có đúc cho cưa Skilly zin được nha. Ủa cái lưỡi hình như cũng không phải Skilly luôn, nhưng mà rất là đẹp mọi người. Lưỡi dài lưỡi 333, cán nó còn còn cỡ 333 nữa, 60 phân nó dài người ta. Răng là tuyệt đối nha, chỉ có vết dơ ố thôi, cán này thì sạch mà tay em thì dơ, cầm lên nó dơ. Hai sáu 109 nha mọi người. Tiếp theo 27 180k. Đó, cái cán SK11 này. Cán này gỗ quấn dây mà miếng dây may hay dây nhựa nha. Mình tinh sạch sẽ rồi, không có rỉ sét. Gắn thôi người đơn giản thôi. Đưa ra đây lỗ kia thôi. Em đã gắn vô rồi mọi người, hơi nhập xuống mà gắn ok. Đuổi con vết mài xuất xưởng còn nguyên nha. Đó, răng bén tuyệt đối. Một cái lưỡi thay thế ha, lưỡi này chưa bóc nè mọi người. Dài 30cm nha. Lưỡi này có thể có một hai vết xấu, có vết xấu xung quanh cái lưỡi này, nhưng mà lưỡi chưa xài nha, rất là bén luôn. Chiều dài tổng thể của này chỉ khoảng 60 phân mọi người, 60 phân, lưỡi không 30 rồi. 27 108 mà số 27 108 nha mọi người. Rồi, đóng lưỡi của Skilly Master ha, có lưỡi đây. Giá này chắc là khỏi phải quay kỹ mọi người luôn á, em quay sơ mọi người thằng nhìn nha, nhìn kỹ cho em nha. Đó, phần nào xài được thì xài, không phần nào xài được mọi người bỏ. Ha, đó. Nhưng mà theo em tỷ lệ xài của này phải là 70-80%. Người nhìn thấy cái hộp là chắc đục má, cái này chắc là full box rồi. À, mà nó lừa tình em. Rồi mở ra răng rụng hết trơn rồi, lưỡi ra xài nát hơn mấy cái lưỡi ngồi nữa. Đó, thấy không? Đó, nhưng mà theo nghĩ là vẫn còn xài được ha. Đó, lỗ mũi nghẹt một lỗ còn thở được mà. 28 109 nha mọi người. Rồi, lên người đục nha, đục gỗ thì em còn nhiêu đây thôi, mọi người có muốn thêm thì cũng hết rồi.
phù hợp mọi người mua nha. Mã bộ này cũng khá đẹp, giá bán mắc hơn chút kiếm tiền ăn Tết nha mọi người, 29 340. Người đừng chửi em bữa bán rẻ này bán đắt nha, tại không có lý do gì mà nó hơn tiền nhau, trừ khi nó đẹp hơn thôi đó người ta. Má mày quá ngon luôn. Bản này 3/6 chiều dài nó 21 xăng nha, em có đo sẵn ở đây đỡ mất thời gian mọi người. Bản 3/6 đẹp quá. Mà con chết đi đi. Cái này cũng rất là đẹp mọi người ha, hai lớp thép của Nhật Khánh nha. Khi nhận hàng á, một số cái lưỡi nó có khi vận chuyển nó va chạm có một số nhăm nhỏ mọi người gì mà lại với em nhé. Đó, đó là sự không may thôi, còn mài mà bén tuyệt đối em chưa nha, chỉ mài mức tương đối thôi, lấy nét cho mọi người thôi, nhiều người chỉ cần mài cạnh này làm kẹo nha. Cái này khá đẹp, tranh thủ quá buổi cuối bán đắt kiếm tiền từ Tết nha mọi người. Cái này là 2/4, cái này là 1/5 ha, 1/5 hai lớp thép. Còn cây cuối cùng là 9 ly hồ lô luôn á, à, có hồ lô lầm hai cái chữ vô ăn kim dây đồng liền. 9 ly bộ này 3/4 mọi người đó. Lâu lâu bán đắt chút đi cho bị chữ. Tiếp theo ủa là 29, bộ này 30 ha, 30 320. Đó, tại sao nó to hơn mà rẻ hơn thì từ người xem kỹ với em nha. Cái này bản 4/2, cái lưỡi đẹp quá mọi người ơi. Mặt dưới nó không có rổ rỉ nha, lấy mặt bằng tương đối 90% nha mọi người. Cán nó đen đen đỏ đỏ luôn, rất là dễ thương. Chiều dài đó là 21 cm. Lô 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 à, chiều dài 21 cm, bản 4/2. Cái này bản 2/3. Đó, cái gỗ gì văn đẹp đó ta, như lông mèo này hơi rổ mặt xí, hai cây nhỏ con đó lên lần hai cây cho mong mắn nha mọi người. Cán đẹp. Ủa sao bộ này là rẻ hơn bộ kia ta, à nó mặt hơi rổ này, cái này thì không ha. Nhưng mà cái phần mà để sử dụng á em đã mài người rồi, người yên tâm nha, cái rổ rổ phần lỗ bên đây mình không có sử dụng trực tiếp nha. 30 320 cành. Ba trăm hai mươi cành, ba trăm hai mươi cây. Chiều dài trung bình vẫn là 21. Cái này bản 3/6, hai lớp thép nhập chữ mộc ở đây ha. Mặt dưới nó đẹp, cái này là không phải rổ đâu nha mọi người, cái gì á mà mặt bằng ở trên phần lưỡi sử dụng đây là em đã làm sạch sẽ nha. Này cũng được, cũng khá, 320. Hết độc mọi người, hết độc rồi nha, hết độc rồi nha, người chờ độc rễ hết rồi nha. Cái này bản 2/4, này bản 1/5 nè. Đó, mọc ở đây hình con cá, văn gỗ lông mèo rất là đẹp, em thích lông báo hơn. 9 ly chua choa 31 320. Rồi combo 4 cây cuối cùng này 2/8 thôi, tại vì nó có một cây này tự nhiên đang dài đều quá, nó ngắn hơn chút. Chiều dài trung bình bộ này là 20/5 nha mọi người. Đó, quên, cây đầu tiên là dài 20/5, bản 3/5 nha, bản 3/5 tương đối không đẹp lắm, cũng khá ok. Cán không biết đen hay đỏ nó, mắt em có vấn đề. 2/4, này làm văn đẹp quá, sạch sẽ nha. Cán thì có thể xài nó dài xài ngắn, còn như là hay là nó bị gì đó em cắt ngắn lại quên rồi mọi người. 2/4 nha, cái này 1/5, cái đây thì dài 18/5, còn hai cái cuối thì vẫn 20/5 ha. Đó, cán gỗ em thui lùi luôn, lông chuột mà còn đen nữa nha mọi người, ít khá ok. Cây bản 1/1/5 với cây bản 9 ly nha. Ba mươi hai hai trăm tám mươi k nha mọi người. Rồi tiếp theo là mọi người mã số 46 ha, 460 cành nha mọi người. Bút vào đâu ta, đợi em xíu em quên, bút lên tới nhiêu là 32 ha, 32 33 nha mọi người.
33 460k. Đó, cái này thì kén sao hơi bị hở này xí này. Đó, chiều dài của nó là cây này 4 phân 1, chiều dài là 23 phân rưỡi nha mọi người. Lưỡi còn khá ok ha. Đó. Lưỡi khá ok nha mọi người. Cán là chỗ đây hơi bị hở cái miếng đầu côn này xí. Đó, cán thì cũng lành lành tương đối á. Tiếp theo cây này là bảng 3 phân. Chiều dài là 23 cm. Cái này làm đẹp lắm mọi người. Tốt thứ hai làm đẹp lắm, ăn lên góc trên mà kiểu nó đều nhau lắm. Đây có logo kiểu đây giống như kiểu xe Toyota. Bán em mấy đó, đậu phộng cứ chạy vòng tròn nha. Hai phân, bảng 3 phân dài 23. Rồi cái bảng này là 2 phân 4 mà dài có 17 cm. Thêm vô đây luôn đi. Cái này bảng 1 phân 8. Dài 20 23 phân rưỡi nha. Cái này cũng rất là đẹp mọi người. Thấy lớp thép thứ hai đó. Thường mấy cái mà làm đẹp như vậy là giá trị nó cũng khá cao mọi người. Theo em được biết như vậy. Cái này bảng 9 ly ha. Chiều dài ngắn hơn, chiều dài nó khoảng 21. Cái này bằng 6 ly nha mọi người. Khá đẹp ạ. Cán lành lạnh cứng cáp nha. 33 là 456. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây nha. Có mấy cây đẹp lắm mọi người. Rồi, lên bộ 66 rồi mà. Bộ này 260k. Thấy nhiều, 2, 4, 5 cây thấy nhiều vậy chứ. 6 đó. 34 ha. 256. Cái này bảng 4 phân này, chiều dài khỏi đo nha. À, người thấy cái lớp thép thứ hai của nó như đây nó bị mất này. Cái này nhân bản nó về nó đã bị ăn mòn nhiều rồi ha. Em xử lý lại tương đối cho nó nhìn sạch đẹp thôi. Nhiều người muốn sử dụng nó mà chuẩn là người phải mài qua cái lớp này luôn ha. Qua cái lớp này luôn. À, đó, xong rồi mài phân lưỡi nó xuống nữa. Thành ra nó mới rẻ vậy. Này bảng 4 phân. Này bảng 2 phân 4 thép, thép nó là thép đen nguyên khối từ trên này xuống nha mọi người. 2 phân 4 chiều dài nó chút khoảng 22 phân. Rồi này còn có 3 cây nè. Cái này bảng 1 phân rưỡi, cây bảng này 9 ly, cây này 6 ly nha. Cái này chỉ là một lớp thép thôi, được tôi luyện hết nha mọi người. Đó, nhưng mà ngoại hình còn rất là đẹp ha. Rất là đẹp. 34, 26 nha mọi người. Rồi, bộ combo và độc bằng cuối cùng mọi người nha. Bộ này 625. 35 625 nha mọi người. Này xem nghĩ là rất là đẹp. Bảng 3 phân chiều dài trung bình là 22 cm nha. Bảng cái này 3 phân 6 rất là đẹp mọi người. Nhìn nó rèn lớp thép thứ hai nhìn rất là chuẩn hoàn cán. Lành lạnh rồi vẻ đẹp. Tuyệt đối. Cây này một cây bảng 2 phân 4, cây bảng 2 phân 1 nha mọi người. Mọc nè, à, cái mặt sau của nó nè mọi người. Mấy cái này mặt sau đẹp lắm. Tại vì xịt dầu thơm nó nhìn nó lằng ngoằng vậy nha, nó rất là đẹp. Bộ này làm túi da như đó là nhức nách luôn. Cái này bảng 1 phân 8 là 9 ly. Em sorry, 1 phân rưỡi 9 ly nha mọi người. Mặt dưới mấy cái này rất đẹp nha mọi người. Hai cái đục mo ha. Hai cái đục mo này một cây bảng 1 phân 4 với một cây 9 ly nha mọi người. Nhiều khi mình cần phải còn đục những cái nó hơi tròn tròn người, đâu phải cái gì cũng phải đục bằng đâu, đúng không? Tới lúc kiếm cái đục tròn này không có, cũng hai lớp rất là đẹp. Mọc cái có cái không mà. À, cán này. Này đều kiểu lông chuột cũng nhau người, đều con chuột đen chuột trắng thôi. 35 652. Rồi, mấy cái bộ đục mo mong mít này. Bộ đầu tiên 36 208 mọi người. Thực chất là mấy cái này nhiều người đục bonsai cũng được nè, ha. Đó. Bonsai cũng đục được. Rất là dày, rất là nặng, mọc hồ lô ở đây nha. Cái này bảng 2 phân 4, chiều dài trung bình là 26 phân rưỡi nha mọi người. Đó. Cán lành lạnh nha, không nứt vỡ. Mọc lô lô đây này, rất là rõ, rất nét luôn. Hai lớp thép để mài bén tương đối ha. Cái này 9 ly, mọc ở đây. Sạch đẹp nha. Kén lành lạnh, gỗ đuôi chuột này.
ấy là lông như đuôi chuột chứ không phải, em khẳng định nó là gỗ đuôi chuột nha, chú ý với em. 36 280k, rồi 37 260, 37 260k, chiều dài trung bình là 25 cm. Cây này là bản 1/7, cái này bản 1/4 nha người. Cái này là đục tròn, đục nó kiểu như hình nửa 1/4 hình tròn người. Còn là đục móng, máy này thực chất em nghĩ đục con sai vẫn được nha, cán nó rất là đẹp luôn rồi. Gửi nó đây à, mọc nó mà chắc mọc chắc nó đi theo gió mây. 37 256, tiếp theo cái cặp đây là cặp cuối cùng này, 38 160k nha mọi người. Một cây bản 1/4, cây bản 1/7, chiều dài trung bình là 23.5. Đó, không biết nó đục cái gì mà đọc cạnh đây bằng hay cạnh dưới đây thì tròn ha. Đó. Và hình cũng rất là ok, hai lớp thép, toàn bộ là hai lớp thép của Nhật nha, hàng rèn thủ công. Cái này cán này nó có hơi bị hở xí nè người. Nắng lại nha. Nắng lại cho em. Cây này không biết giá bán 160 nha, 38 160k. Rồi. Vẫn có hai bộ đục bự mọi người. Hai cây cuối cùng. Nhà dọn kho ra cái dặm chúng lấy bán luôn ha. Mấy rồi? 36 à, 37. 37 460k nha mọi người. Cái này chiều dài nó là 33 cm, bản nó là 4/8 nha. Bản khủng luôn hả thằng ta. Thám rồi mày ơi, 39 á. Ủa mắt. À 39. 39 hả? Sorry mọi người nha, ba này 39. 39 cho mọi người lưu ý 39 giúp em nha. 460 ha. Dài 33 cm cán nè. Lành lặn nha, không nứt vỡ cho mọi người. Chỉ có không có gì hết. Đây, cái phần ống côn nó hơi có dấu rỗ nhẹ thôi. Có mọc ở đây nha. Mặt dưới là rất là sạch sẽ, ok nha. Rồi với một cây này, chắc mà em nghĩ nhân bản là cái cán là phải khúc rồi nè. Nhưng mà giờ nó còn ăn khúc rồi. Còn nó ở đâu thì chưa tìm ra nữa. Này, mặt dưới của nó đây. Cái này bản 2/4, chiều dài là 35 cm nha. Mà cái phần lưỡi đục, mấy cửa hai cây này nó rất là dài người. Cây này về chắc xài tới cuối đời luôn. 39 460k nha người. Mọc đây nha, mặt nó tương đối nè, mấy cái quỷ này nặng. Giá thì em có cụ thể rồi đó nha, không thỏa thuận giá cả nha. Rồi lên người bộ 40 nè, rất là đẹp. Hai cái này nước ram đen còn nguyên luôn nè. Đó, lưỡi ngọ hình này, thấy không, tuyệt vời không. Hai cái này cán gỗ mung hay gì người ta thu lùi mặt dưới của nó nè, này đẹp lắm nha mọi người. Ông xài thôi gì mở tủ kính đi qua đi lại ngắm còn phê nữa. Chưa đo hay nói cái này chưa đo này. Cây bản 1/1, cái này bản 1/8 nha mọi người. 1/1, 1/8, rất là đẹp nha. Cái này nước đen đen của nó còn nguyên này. Cái này giờ đó, rất là đẹp nha. Bộ này 240, lâu lâu có hàng đẹp bán đắt nha mọi người. 40 240. Rồi mấy bộ rìu quá, bộ linh tinh cuối cùng nha mọi người. Số 41 220. Một cái cây này trắng chiếc kiểu này, có mọc ở đây nha. Cái này hình như là lớp thép kẹp xong rồi, em chưa có lên văn, nó không có rành lắm ha. Đó, với một cái bản rìu rất là lạ này, cũng hai lớp thép kẹp lớp ở giữa nè mọi người, kẹp từ trên chỗ đây ra nha. Cái này nó kẹp chỗ đây mà sao nó hở cái này em. Thật là nó nong cái cán, cái lỗ thì nhỏ mà nong cái cây thiệt bự vô nó nở ra mọi người. Cái này là nó đâu có dạng nở đâu mà nong chỉ cố nó nứt đây nứt đây nứt hết. Cái này chỉ nứt qua thái mới may lại được mọi người. Quên đo người kích thước đó nha. Bán cái rìu đó là 8 phân này, 10 phân rưỡi này. Thôi đo vậy thôi mọi người. Cái này 7/5 nè ha. Bộ này 220 nha mọi người. Mà nói vậy chứ là cứng nha, người không có nứt ra ngoài nha. Người ra cán sử dụng tẹt. Form nó rất là lạ đọc mọi người. 41 220k.
Tiếp theo 42 204 nha mọi người. Cái cây này văng nó rất là nhiều lớp nha. Thì cái này rất là lâu rồi này, người nhìn kỹ mới thấy. Văng nó rất nhiều lớp, mình đã lâu lắm rồi. Nó phải nứt ra nha người, là phân lớp ra đó, cái lằn á. À, lớp đây này này, lớp lớp cái tùm lum này. Có rổ, đây, đây có nạm lớp khác cho đinh thui người ta. Đó. Form nó cũng khá đẹp này, gỗ hột xoài ha. Lỗ, ôi, lỗ hột xoài, chữ đây. Tròn, đẹp ha. Cái này bán 240k nha. Bạn lưỡi của nó là 8 phân. Bụng chiều đại là 14cm nha mọi người. Cái phần đầu vú là 3 phân. 3 x 3,5 nha. Văn nhiều lớp. Lưỡi dạng vòng cung. 42, 24. Tiếp theo 43, cũng 24 luôn. Cái này chỉ có văn 2 lớp thôi. Hai lớp nha, có chữ mà đánh nó bay mất mọi người. Đó. Này cái hàng này, này cũng văng ba lớp, nó kẹp một lớp. Kẹp lớp ở giữa nè mọi người. Đục. Người thấy cái dấu vàng vàng này hình như là có CU đồng mọi người, có đồng này nữa ha. Nó hàng mình cái hàng đồng hay gì ta? Sao lại có miếng đồng này, chúng em chưa hiểu lắm. Đây. Đồng chạy này. Thì theo nghĩ nếu mà có đồng này nữa thì chắc cũng khá là chất lượng mọi người. Nó có mọc mà đánh bay mọi người ơi. Này 10 phân rưỡi ha. Bản đây nó là 4 này. Tổng đây nó là 12 này. Đầu bú nó là 3. Đây là 3.5 nha mọi người. Form nó nhìn có hơi méo méo nha. Nhìn thấy méo méo không biết do mắt em hay gì. 43, 204 nha mọi người. Tiếp theo 45, 45 rưỡi ha. Đây, cái này là văn rất là đẹp luôn người ta. Văn đây là văn đó nha, văn đó. Nó có chữ ở đây mọi người mà em đánh bay rồi. Tại vì không biết rồi, ở bãi gì rất là xấu. Kẹp ở giữa này, cái lớp thép kẹp giữa thì là một đen thui này mọi người, còn cái lớp xung quanh nó là văn. Rất là nhiều văn luôn mọi người. Văn từ xung quanh cán luôn. Nếu mà ngâm lên mà chưa lâu á mình nhìn thấy mới rõ ha. Rất là đẹp, nó có ba gạch dưới đít này nè. Ba gạch trên đầu có chữ ở đây ha, mất chữ đánh bay chữ ra. Vâng, khá đẹp á. Đi còn cái chữ nhỏ nhỏ ở đây nè. Cái này chất xịn đó mọi người, 12. Nhìn thì đón khoảng 6-70 đó là Tama Hanage thép làm kiếm Nhật á mọi người. Chiều dài nó là 14.5 gần 15 ha. Chiều đây của nó là 12 nha. Cái nặng gần 1 kg nha mọi người. Lỗ đẹp nha, không nứt nha. Người xem kỹ nha. Đó. Cây này khá đẹp. 45, 45 rưỡi ha. Rồi, cây cuối cùng là của 45, 45 rưỡi, 44. Lộn. 44 này, cái này cũng văng nhiều lớp mà lớp trong nha, người thấy không? Lớp hơi mờ mọi người nhìn kỹ á. Thì người xử lý ngâm lên nha. Lớp đen kẹp nè. À. Kẹp lớp đây nè. Đó, hai người thấy. Kẹp bên đây, kẹp đây. Đây cũng kẹp nè, cái đoạn ngang qua kẹp nè. Thép này, lần thép nó phải nứt nhau mọi người. Lần thép nó kẹp lại nhau á. Chữ thủ công nha mọi người, đây. Chữ thủ công, rất là đẹp luôn. Xin cho, cái này rất nặng nha, cái này tầm 1,5 kg. 1,3 kg nha mọi người. Đó. 44,620k ha. Video hôm nay là kênh đây là kết thúc. Chỉ có nhiều đồ mọi người. Đó, tranh thủ hoàn tất bán kiếm tiền từ Tết, bán đắt nha. Người chữ em xin nhận. Người chưa mua ngoài như ý có thể đem ký theo dõi video mới nhất nha. Em sẽ cố gắng lên 1-2 video cuối năm mà chắc là đồ khác mọi người. Đồ mặc thì hay là đồ dụng cụ mà mình đi làm công trình này. Hiện tại em hết rồi ha. Rất cảm ơn mọi người đã xem video tới giờ phút này, cũng như cảm ơn mọi người đã mua hàng trong thời gian vừa qua. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. Nếu mà sắp xếp thời gian thì lên thêm 1-2 video nữa mọi người, chỉ ăn ít ha. Số điện thoại liên hệ góc này, kênh Mặc Định Không Bao Phí Vận Chuyển. Mọi người xem kỹ trước khi mua hàng. Phong Bộ 2367. Chào tất cả mọi người. Và chân thành cảm ơn.